chào anh em đến với lưỡi câu của anh Bảy Thép nha anh em. Đây. Thì bây giờ hiện tại dịch thì cũng rất là nguy hiểm, anh em cũng nhớ cẩn thận nha, đi ra đường này nọ khẩu trang này nọ cẩn thận, hạn chế ra đường. Đó. Thì giới thiệu với anh em đây là lưỡi câu cá lóc nha anh em, lưỡi câu cá lóc, lưỡi câu cá lóc hay cá quả hay cá chuối á, mẫu này thì mẫu sông Hồng ha, sông Hồng Điện. Làm sông Hồng Điện ha, bằng dây cáp này cáp điện thì rất ok anh em. Thì cái mẫu này thì mình đang là mẫu phụng bích. Đó. Mẫu này dưới cái rất là ok anh em. Mẫu này chiên bắt đầu lên anh em. Vì cái rất là ok, ở đây cái giọng anh em thấy không, rất là lớn, mới xuống đây nó rất là nó đã nhỏ rồi. Vì cái rất là ok luôn. Lưỡi trên tay mình cầm là 2 ly 2 ly 4 anh em, lưỡi 2 ly 4 thì cân cá khoảng 1,5 kg là bình thường. Cái lưỡi này thì khoan đứt tích liền nè, khoan lỗ liền. Lưỡi này thì 150.000 lưỡi nha anh em, 150.000 lưỡi chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì phí vận chuyển đó một lần chuyển cho bao nhiêu lưỡi cũng vậy, phí vận chuyển là 26.000 một lần chuyển nha anh em. Rồi anh em đặt hàng thì cứ alo, số điện thoại mình sẽ để dưới tiêu đề màn hình, anh em cứ alo số đó hoặc nhắn tin qua Zalo số đó ha, mình sẽ gửi hàng cho anh em. Rồi thì cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ lưỡi câu của anh Bảy Thép nha anh em. Quay kỹ cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em ha. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo anh em. Chuyện anh Bảy Thép thì anh em có yêu cầu thì cứ alo. Nhắn tin qua Zalo số điện thoại đó cũng được ha. Mình bán sản phẩm thì mình đều nói giá hết trơn nên anh em xem hết clip ha. Để biết giá mình có nhu cầu thì mình cứ alo.